Câu hỏi được gửi tới từ khán giả Lê Thị Ngọc có số điện thoại là 0946, 3 số cuối là 095 ở Bạc Liêu có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. 300 con gà khoảng 6 ngày nay thấy có hiện tượng là ủ rũ, bỏ ăn, chảy nước mắt nước mũi, chân nổi mụn đỏ, tím mào, lăn ra chết, mỗi ngày chết rất nhiều và chết rất nhanh. Đã cho uống thuốc bổ và tiêm kháng thể nhưng không thấy hiệu quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia tư vấn cho khán giả. Vâng, xin chào chị Ngọc. Tôi cho rằng đây là bị bệnh túi trùng thể cấp tính, cho nên là chết tương đối nhanh và chết nhiều. Thế thì đối với trường hợp này ấy, thì tôi tư vấn cho chị Ngọc, chị cần phải sẽ chọn những cái con mà bị bệnh nó ra một cái khu vực riêng để thực hiện điều trị tích cực. Chị có thể lựa chọn cái enrofloxacin hoặc là amoxicillin hoặc doxycycline. Chị tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp có thể 3-5 ngày để trị bệnh. Và song song với quá trình đó thì cần phải cho uống chất điện giải glucose C kết hợp với vitamin phải nước cho nó uống liên tục trong khoảng 3-5 ngày. Thế còn tất cả những cái con mà nó chưa có biểu hiện bệnh, thế nhưng mà nó có cái vẫn còn có thể còn khỏe, nhưng mà chắc chắn là nó cũng bị nhiễm cái vi khuẩn Pasteur Nematocera, cái serotype B rồi, nó đang ở cái thời kỳ lung bệnh thôi, nó chưa biểu hiện lâm sàng, thì vẫn dùng một trong thuốc trên và cho vào trong thức ăn, cho nó ăn một lần trên ngày, cho ăn 5 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Còn cái chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, tức là cho uống chất điện giải glucose và vitamin tổng hợp cũng tương tự như đối với gà bị bệnh. Thế và sau đó thì bổ sung men tiêu hóa, rồi vitamin ADE, vitamin B complex và khoáng chất premix cho ăn liên tục một tháng liền. Thì như vậy nó sẽ giải quyết được cái bệnh tụ trùng hiện nay. Thế nhưng mà vấn đề đặt ra là sau khi mà điều trị khỏi bệnh rồi thì nên dùng vaccine tụ trùng để tiêm phòng ở dưới da cổ cho toàn đàn. Thì như vậy nó sẽ tạo được cái miễn dịch chủ động phòng bệnh tụ trùng một cách tích cực hơn. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15. 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bì đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này nha, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoái là thiệu ca lê này,
cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Rồi, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn nếu như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.